xong đến tuần sau nữa đấy, chúng ta lại bắt đầu chuyển sang học một nhân tố mới. Thế là bắt đầu là nhân sự là phải quất trước trong cái thành tố sau khi có mô hình, sau khi có lãnh đạo đấy. Sau đó thì bắt đầu đến cụ thể là nhân tố một là nhân sự, xong đánh ngược sang nhân tố quan trọng thứ hai là tài chính. Đánh tài chính xong đánh lật ngược sang khách hàng, đó là marketing. Thấy chưa? Marketing xong thì bây giờ đánh ngược sang chuỗi cung ứng, tức là tạo sản phẩm. Từ sản phẩm đánh ngược sang là cái kỹ năng để đưa sản phẩm cho khách, không còn là marketing nữa, đó là hành vi bán hàng. Thành ra là các ý đồ nó chạy, mà các bạn lại làm một cái việc nào đó. Ví dụ các bạn làm bán hàng online, các bạn chỉ quan tâm đến khâu bán thôi, các bạn thua ngay. Vì trong khâu bán nó có đội bán, mà đội bán thì liên quan đến nhân sự, mà trong bán thì nó liên quan đến tài chính. Không có nguồn tiền và biết tiêu tiền thì mày bán giỏi mấy xong mày cũng về bỏ. Thành ra là các kiến thức nó quyện vào với nhau. Thì các bạn mới thấy cái lũ doanh nghiệp nó đi tù hết cả đám, tất cả chỉ ở cái chỗ đó thôi. Nó hiểu kinh doanh là mấy cái đồng tiền bạc hết thôi. Tào lao nhá. Phải rất toàn diện kiến thức, nó phối với nhau mới được. Mày mất marketing là mày chết. Nhưng có marketing mà lại không có người thu luôn, mà có người mà không có tiền đứt luôn, mà có tiền không biết tiêu thì xong phim. Mà có nhiều người mà thằng chỉ huy u như chó ấy, nó không thừa nhận là lãnh đạo. Bây giờ học tiếp. Chúng ta đang ở bước cuối cùng của bước 3, là tao từ cái đội ứng viên triển vọng, tao lọc lôi mắt ra, và cuối cùng thì tao kết luận được là phỏng vấn chia làm 3 phần. Và kết thúc phần thứ 3, tao cho mày một cái giấy hẹn, chứ tao chưa có kết luận. Nhưng để trước khi cho giấy hẹn thì chúng ta có một loạt các chú ý. Và chú ý cuối cùng của phần phỏng vấn là thế này: là khi mà tuyển dụng trực tuyến thì mình phỏng vấn thế nào? Khi mà phỏng vấn 1-on-1 thì phỏng vấn thế nào? Vậy thì các chú ý của chúng ta ở đây ấy, nó chú ý cuối cùng của phần 3 thì chúng ta có chú ý đầu tiên: tuyển trực tuyến mà các bạn biết là hệ thống ngân hàng là nó tuyển theo ngày, ngày nào cũng tuyển, và nó có bộ phận chuyên nghiệp ấy thôi, để nó săn những nguyên liệu tốt nhất, nó săn những con người tốt nhất, và nó đuổi những con người cặn bã nhất. Trong nghệ thuật ký hợp đồng, hết hợp đồng đuổi, mà giữa hợp đồng nó cài cho mày vi phạm hợp đồng, khi đã vi phạm đuổi, đảm bảo tuyệt đối tính luật pháp của kỹ thuật đuổi. Cho nên là nhân sự của nó là nhân sự dòng nước chảy, cho nên nước nó trong veo, vì nó chảy liên tục thì nó tạo thành dòng nước suối, nó tạo nên đội bóng liên tục mới. Toàn thằng 40 năm, 50 năm làm mà nhân sự đến mức mà nó mọc rêu thì nhân sự gọi là chiếc ao tù. Nhìn cái nhân sự của một cái trường nó không khác gì một cái ao các bạn ạ. Rêu, cá, rồi ốc nhét vào trong vì nó có chảy được đâu. Thành ra các bạn ốc nước ngoài về các bạn sẽ thấy chỉ một cơ số 10% nó giữ là cơ hữu, còn lại 90% nó đổi liên tục, đủ các quốc tịch, đủ các độ tuổi, đủ các loại trình độ liên tục, làm cho sức mạnh của đội bóng nó tăng liên tục. Các chị ạ, nó gọi là nhân sự chiếc ao tù. Cho nên nếu mà tuyển liên tục thì chỉ có một cách thôi mà ngày xưa làm nổi, đó là tuyển online các bạn ạ. Nhưng tuyển online thì nó lại có cái nhược điểm của nó, cho nên là các bước nó vẫn y thế, nhưng mà nó cần chú ý như sau. Ý số 1, 90%. Tôi cho bạn một con số để bạn thấy công tác mua người của chúng ta nó hỏng chân thế nào. Mà trong đó nó mua nguyên liệu, rồi nó mua máy, nó nhiệt tình lắm, nó làm suốt ngày.
Nhưng mà riêng nhân sự thì lại không làm. Đấy là cái ngu xuẩn của lũ doanh nghiệp. 90% các công ty của Mỹ, công ty của nước khác, tôi không có số liệu, đếch dám thống kê của Mỹ, dùng phương pháp trực tuyến. Môi trường luật của người ta khác. Của mình mà dùng thế này là mình toi. Nó đem lại cho chúng ta một cái ưu điểm là rất là tiện, nhưng đặc biệt là rất nhanh. Đấy, những cái gì có hai mặt đúng không? Yên tâm. Ý số 2, khi tuyển bằng cách này, chú ý như sau. Chú ý số 1, đó là cái quan trọng hay nhất của cái cách này này, là ở cái mục số 1, đó là mở rộng ứng viên. Thì quân nhà mình sai toét cái chỗ này. Cho nên là bản chất trực tuyến nó là nó đã có nhược điểm rồi. Mà chấp nhận nhược điểm đó để móc cái ưu điểm thì móc không được. Nó nằm ở cái khâu mở rộng rất giỏi. Là chỗ này này. Là các ứng viên trực tuyến gồm hai nhóm. Các bạn đi học, các bạn phải ăn cắp kiến thức tinh ý lắm. Tôi từng đi học biết bao nhiêu, toàn những thằng hoành tráng, về cuối cùng cám hết. Cứ lớp 25 người chỉ có mình tôi lượng. Trong cái dáng tôi thì lớp bơ ăn cắp nhất lớp, ăn cắp bằng được kiến thức như vậy. Đừng bỏ chữ nào cả. Bởi vì mở rộng ứng viên của online nó có lợi hại thế này. Vì cái ứng viên mà nó nhảy vào online ấy, thì nó có hai nhóm. Nhóm một là cái nhóm chủ động tìm việc. Cóng sáu câu, suốt ngày nó ngồi trên máy nó rình. Nó nhận được tín hiệu của các bạn thì mẹ cống nhào luôn. Rất tiếc cái nhóm này là nhóm tàu lao nhất. Chưa kể là thợ đi săn việc. Và nhóm thứ hai, đó là cái nhóm chờ thời cơ. Mà nếu mình tuyển offline thì cái nhóm này gần như mình khó chung lắm. Nhóm mà chủ động tìm việc là đó, là cái nhóm đói việc không tính. Bây giờ phải thuyết minh thêm cái nhóm chờ thời cơ là cái nhóm thế này này, bà ngoại. Là nhóm nhân viên có năng lực. Mà mình dình được cái nhóm này là mình ăn. Mà chơi offline đi săn bọn này mệt lắm, không được. Cho nên ưu thế tuyệt đối online chứ này. Là nhóm nhân viên có năng lực. Hiện tại đang có việc. Đang làm ở công ty khác. Còn nếu chơi offline là mình phải nhờ bạn bè giống mình túm nó. Còn đây là mình chơi online, chơi rộng rãi lắm. Có năng lực, đang làm ở công ty khác. Và luôn luôn có ý định. Bản chất nhân sự bây giờ nó vậy. Các bạn ạ. Việc ấm êm lắm rồi. Nhưng mà do 4.0 mà. Luôn luôn có ý định. Chờ một công việc tốt hơn. Và đây là một thị trường mà online tấn công cực hay. Các bạn ạ. Đấy. Do đó. Chúng ta đang có chú ý một nhé. Về mặt lý luận là thế. Do đó, nếu công ty cái gì ạ? Chỉ đăng tuyển dụng trên các nền tảng của công ty, nào là web, nào là page, nào là đủ, chỉ trên nền tảng của công ty, hoặc trên sàn thương mại, cái sàn tuyển dụng ấy. Thế là cầu vỗ ngực. Cái số mà đang làm ăn ngon ở các công ty nhiều,
các bạn ạ. Và đây là cái lợi hại nhất của tuyển online, chứ không phải nhanh mới tiện với cả đông đâu. Đấy. Nhưng nếu mà bạn chỉ đăng trên nền tảng của bạn, thấy chưa, thì chắc chắn chỉ có thể tìm được các ứng viên chủ động tìm việc ấy. Ứng viên chủ động tìm việc. Mà cái đám chủ động tìm việc là cái đám săn việc các bạn ạ. Nó kinh lắm. Chủ động tìm việc. Và đôi khi phải loại 85%. Đấy là số liệu của người Mỹ nhé. 85% ngay ở vòng 1. Tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu công, loại 85%. Thông thường là loại 100%. Cho nên kinh doanh online là lấy tiền để đốt lò. Người ta không tin các bạn đâu. Mà muốn mua lòng tin, các bạn phải cho khách trải nghiệm. Mà muốn cho nó trải nghiệm thì các bạn phải lỗ, phải hầu hạ. Tức là lấy tiền để mà đốt. 8 năm Amazon lỗ, rồi bắt đầu đến năm thứ 12 mới có tí lãi. Mày ăn được là khi cái nền tảng của dân số nó trình độ quá thấp. Đứng về tương lai, đó là một nghề cực ăn. Nhưng nó đòi cái người kinh doanh phải cực kỳ hiểu biết, chứ không phải cái đơn giản. Hạng ngũ mà đã tuyển qua online, mà cái lũ mà chủ động tìm việc đuổi 100%, mẹ mất công, toàn là khỉ đốt, không ăn thua. Nhưng online nó có một cơ hội để đớp những thằng giỏi ở công ty khác thì các bạn lại không ăn. Là vì các bạn chỉ đăng trên cái nền tảng của chính công ty mình thôi. Cho nên ở cái chú ý một, cho nên khi thông báo tuyển dụng hãy đưa vào các sàn nhỏ hơn, chứ đừng có đưa cái chợ công cộng. Sàn nhỏ hơn, mang tính hiệp hội ngành nghề. Vì cái nghề mà của cái thằng ứng viên có tiềm năng ấy thì nhiều nghề lắm. Thì các hiệp hội này ấy, nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận các bạn ạ. Chứ nó không nhảy vào cái chợ tầm phào ấy đâu. Đấy là chú ý đầu tiên. Trường Doanh Nhân PR.